cây trà tứ quý nhá các bạn nhá, hay còn gọi là cây trà bốn mùa nhá bạn nhá. Đây là cái cây trà tàu, hàng nhập hàng Trung Quốc. Đặc biệt của cái cây trà này là nó ra hoa quanh năm, chứ nó không giống như cây trà ta của mình thì chỉ ra hoa vào dịp Tết thôi ạ. Các cây mà các bạn đang nhìn là cây bông trà, bông hoa kép nhá. Còn đây cây hoa đơn thì lá nó sẽ dài dài như này ạ. Đây là cây hoa đơn ạ. Các bạn có nhu cầu muốn mua các cái chậu cây trà tứ quý hay trà bốn mùa, bông kép, bông đơn thì vui lòng liên hệ thật sớm một trong các số điện thoại trên màn hình nhé bạn nhá. Cây rất đẹp luôn ạ. Đang nụ, chi chít nụ, nụ to và nụ nhỏ. Rất sai luôn. Đó.